quý vị và các bạn đang theo dõi mục điểm báo của đài phát thanh truyền hình yên bái Thưa quý vị và các bạn, công bằng xã hội là một chủ trương lớn, quan điểm nhất quán của Đảng ta thể hiện bản chất nhân văn tốt đẹp của chế độ sâu chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước ta và nhân dân ta đang xây dựng. Trải qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước hiện thực hóa. Nền kinh tế đất nước tăng trưởng liên tục và tương đối ổn định, cơ cấu kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, trong đó công bằng xã hội luôn được đảm bảo thu hẹp, loại trừ những bất công trong xã hội thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã giúp đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội những năm 1980 và cải thiện đáng kể đời sống của nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm khoảng 1,5%. Đến nay hơn 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hầu hết các xã nông thôn đều có đường ô tô đến trung tâm, có điện lưới quốc gia, trường học, trạm y tế. Trong khi chưa có điều kiện để đảm bảo giáo dục miễn phí, mọi người ở tất cả các cấp, Việt Nam tập trung hoàn thành xóa mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2010, số sinh viên đại học cao đẳng tăng gần 17 lần so với trong 35 năm qua. Hiện nay Việt Nam có 95% người lớn biết đọc, biết viết, trong khi chưa thực hiện được việc đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho toàn dân. Việt Nam tập trung vào việc tăng cường y tế phòng ngừa, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều dịch bệnh vốn phổ biến trước đây nay đã được khống chế thành công, đó là minh chứng rõ nét cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước hướng tới đảm bảo tốt nhất của đa số người dân với lẽ công bằng và đồng thuận. Đây là giai đoạn hết sức khó khăn của đất nước khi đối mặt với sự bùng phát của dịch COVID-19, đặc biệt là lần bùng phát dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4, với tốc độ lây lan SARS-CoV-2 cực nhanh trên diện rộng với nhiều địa phương trong cả nước. Tới thời điểm này, số người dương tính với SARS-CoV-2 số ca tử vong nhiều hơn cả 3 lần dịch trước cộng lại trong tình thế khó khăn ấy kinh tế xã hội của đất nước ta ra sao đó không chỉ là câu hỏi mà còn là sự băn khoăn lo lắng của đảng nhà nước mà cũng là mối lo chung của tất cả người dân việt nam đã có nhiều lo lắng hoài nghi về sức khỏe của nền kinh tế khi dịch bệnh bùa vây, đã có những lo lắng tăng giá phi mã của những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, ảnh hưởng xấu tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Những lo lắng ấy là thực tế, nhưng cũng có một thực tế nữa, đó chính là nền kinh tế không giảm phát, không rơi vào khủng hoảng. Hầu hết các mặt hàng thiết yếu đều không tăng giá, hàng hóa không thiếu. Tại Bắc Giang, Bắc Ninh, trước đây cũng như thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, dù phải giãn cách xã hội, dù phải phong tỏa cách ly để dập dịch thì cuộc sống của người dân vẫn được đảm bảo, không ai bị bỏ lại phía sau trong bối cảnh khó khăn đó chính là sự ưu việt của chế độ đã mang đến ngọn lửa ấm áp tình người để chúng ta đoàn kết bên nhau vững niềm tin kể cả trong những lúc khó khăn từ đó cùng hướng tới tương lai phía trước đó là dịch bệnh sớm được kiểm soát cuộc sống trở lại bình thường và kinh tế nước nhà phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp phát triển ấy mỗi một con người đều được thụ hưởng thành quả thành quả của một nền kinh tế vượt bão ở một quốc gia có nhiều lợi thế về các sản phẩm nông nghiệp như việt nam nhưng chưa có các phương thức chế biến đa dạng thì hệ thống bảo hộ chỉ dẫn địa lý được coi là một trong những công cụ hữu hiệu để khẳng định vị thế đồng thời góp phần nâng cao giá trị cho nông sản việt trên thị trường quốc tế phục vụ tích cực cho việc xuất khẩu theo cục trưởng đinh hữu phí trong thời gian tới bên cạnh việc gia tăng số lượng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ các hoạt động liên quan đến bảo hộ chỉ dẫn địa lý cần đi vào chiều sâu theo hướng nâng cao hiệu quả công tác quản lý phát triển chỉ dẫn địa lý sau bảo hộ đặc biệt là việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng đối với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. Có như vậy thì nông sản Việt Nam mới giữ vững được chất lượng uy tín ở thị trường trong nước, dần dần vươn ra và có chỗ đứng trên thị trường nước ngoài. Đặc biệt để tận dụng hết được những lợi thế mà chỉ dẫn địa lý mang lại, cần có các chính sách thúc đẩy và đổi mới trong phương thức quản lý chỉ dẫn địa lý. Hiện nay quá trình sửa đổi các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, trong đó có chỉ dẫn địa lý thuộc chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 đang được gấp rút hoàn thành. Hy vọng khi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở trí tuệ được thông qua sẽ có sự thay đổi mang tính bước nhảy về chất trong các quy định về tiến trình bảo hộ chỉ dẫn địa lý, từ đó phát huy hơn nữa lợi thế mà chỉ dẫn địa lý mang lại. Nếu như chỉ cách đây vài năm, thị trường bán lẻ dường như là cuộc chơi của các đại gia nước ngoài với hàng loạt các thương vụ mua bán sáp nhập, đình đám thì đến nay vị trí trên thị trường bán lẻ đang được xác lập lại với vị thế nghiêng về các doanh nghiệp nội việc nhiều doanh nghiệp nội với tiềm lực tài chính mạnh và những mối liên kết hợp tác với các doanh nghiệp giàu kinh nghiệm trong những mảng liên quan sẽ tạo nên làn gió mới và là động lực cho ngành bán lẻ phát triển các doanh nghiệp nội vốn có sự am hiểu lớn về thị trường dần chiếm thế thượng phong trong cuộc đua trên thị trường bán lẻ cho thấy một tiềm năng vững chắc hơn trong ngành bán lẻ trong tương lai và những mô hình phù hợp và tăng tiện ích cho người tiêu dùng việt ngoài thương vụ đình đám của masan hay thaco các doanh nghiệp khác như tập đoàn kido sài gòn cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm Nâng, nâng cao thị phần trên thị trường bán lẻ. Làn gió mới trên thị trường bán lẻ đang khiến nhiều chuyên gia chú ý và bày tỏ sự vui mừng. Theo chuyên gia Vũ Vinh Phú, nguyên chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội, phân phối nắm vai trò quan trọng trong nền kinh tế vì rõ ràng chỉ chiếm lĩnh được kênh phân phối bán lẻ, chúng ta mới chủ động đưa được nguồn hàng nội địa vào phân phối và ngành sản xuất mới thắng lợi. Là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhiều thập kỷ, nhưng đến thời điểm hiện tại, gạo Việt Nam mới xây dựng được thương hiệu uy tín trên thị trường thế giới. Thế nhưng chỉ vì hám lợi một số doanh nghiệp lại nhập khẩu gạo cấp thấp của Ấn Độ về dán mát gạo Việt để xuất khẩu cũng như bán cho người tiêu dùng. Có thể nói chưa bao giờ gạo Việt lại được cả tiếng lẫn miếng như hiện nay. Đầu tiên là gạo ST25 được giải gạo ngon nhất thế giới, cơ hội để chúng ta xây dựng thương hiệu cho gạo Việt. Cũng ngay những ngày đầu năm khi Hiệp định Thương mại Việt-Anh có hiệu lực, hàng trăm tấn gạo Việt đã được xuất khẩu sang Anh với giá tốt. Đáng tiếc là niềm vui chưa kịp chọn khi một số doanh nghiệp tận dụng ngay vị thế mới của gạo Việt để gian lận thương mại. Chỉ trong 3 tháng đầu năm, số tiền mà Việt Nam bỏ ra nhập khẩu gạo Ấn Độ tăng gấp 554 lần so với cùng kỳ, thế nhưng tìm đỏ mắt trên thị trường rất khó thấy gạo xuất xứ Ấn Độ. Đáng sợ hơn, một doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết đối tác ở Trung Đông phản ảnh họ nhập gạo từ Việt Nam nhưng chất lượng giống gạo Ấn Độ mà họ mua trước đó. Bộ công thương ngay lập tức đã vào cuộc kiểm tra các doanh nghiệp nhập khẩu gạo Ấn Độ. Dù chưa thấy công bố kết quả nhưng câu trả lời cho hàng trăm ngàn tấn gạo cấp thấp của Ấn Độ được hải quan ghi nhận nhập vào Việt Nam đi đâu đã có một phần đáp án. Thế nhưng từ câu chuyện này có một số vấn đề phải siết lại, vì vậy phải có chế tài thật mạnh rút giấy phép thẳng tay với các doanh nghiệp này bởi sau gạo sẽ là rất nhiều nông sản khác mới mở được cánh cửa đi ra thế giới. Số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương nên lao động đang làm việc trong quý 2 năm 2021 giảm so với quý 1 năm 2021, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm ở độ tuổi lao động đều tăng để tránh đứt gãy về cung cầu lao động thì phải gỡ được hai nút thắt một là nút thắt từ tâm lý sợ hãi của người lao động rất nhiều lao động sau khi trở về quê đang chưa muốn trở lại doanh nghiệp làm việc vì sợ bị lây dịch để vừa không mất công tuyển dụng lao động mới đào tạo lại lao động doanh nghiệp nên phối hợp với các địa phương kêu gọi người lao động trở lại doanh nghiệp làm việc đảm bảo phương tiện đưa đón bố trí nơi ăn trốn ở tập trung và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong phòng chống dịch khi người lao động quay lại làm việc hai là nút thắt từ tâm lý phòng vệ vượt quá mức cần thiết của các địa phương thực hiện quy định về phòng chống dịch đặt yêu cầu bảo vệ sức khỏe nhân dân lên trên hết là chủ trương rất đúng của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên thực tế có những địa phương thực hiện các biện pháp có phần cực đoan cứng nhắc như yêu cầu mọi người đến từ các tỉnh, thành phố có dịch đều phải cách ly tập trung. Sự cực đoan cứng nhắc trong phòng chống dịch đã gây cản trở cho sự di chuyển của người lao động, làm cho người lao động không thể quay trở lại doanh nghiệp làm việc một cách bình thường. Khi gỡ được hai nút thắt ấy, dòng chảy lao động sẽ dần trở lại bình thường, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đứt gãy, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Trong các ngày 28-29 tháng 6, trên một số trang mạng xã hội đã lan truyền clip và một số bài viết phản ánh về việc tử vong của quân nhân Trần Đức Đô, sinh năm 2002, quê khu Đa Hội, xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, khi đang làm nghĩa vụ quân sự tại trường quân sự quân khu 1, đóng tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Đáng chú ý, đoạn clip còn đưa chi tiết công tác khám nghiệm tử thi và một số hình ảnh bình luận mập mờ về dấu vết trên cơ thể của người xấu số, gây hoài nghi trong dư luận xã hội. Vụ việc sẽ được các cơ quan điều tra tố tụng của quân đội tiến hành vào cuộc điều tra một cách rõ ràng theo đúng trình tự pháp luật trên cơ sở kết quả của các nghiệp vụ giám định pháp y, quá trình tìm bằng chứng lấy lời khai của nhân chứng, tuyệt đối sẽ không có bất cứ sự bao che hoặc bỏ qua cho cảnh vi vi phạm pháp luật dù là nhỏ nhất. Quá trình điều tra có thể sẽ mất thời gian để làm rõ, nhưng chắc chắn rằng pháp luật nghiêm minh sẽ có một câu trả lời thỏa đáng, công lý sẽ được thực thi một cách minh bạch rõ ràng. Trong khi chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng, mỗi người trong chúng ta cần bình tĩnh, không suy diễn sự việc và hiểu sai lệch bản chất tốt đẹp của quân đội nhân dân, nhất là trong bối cảnh lực lượng vũ trang đang nỗ lực gồng mình cùng toàn dân nỗ lực phòng chống dịch bệnh COVID-19, dù trong hoàn cảnh nào mỗi người hãy đặt trọn vẹn niềm tin vào pháp luật và bản chất tốt đẹp của quân đội ta, quân đội được sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Liên tục nhiều vụ án được khởi tố, nhiều cán bộ lãnh đạo của các địa phương bị bắt liên quan đến đất đai, động đến đất đai là dễ kiếm ra tiền nhất, làm giàu nhanh nhất cho nên đất đai có sức hấp dẫn ghê gớm. Người dân bình thường dùng tiền đi đầu tư hoặc đầu cơ đất đai hoặc tranh thủ lướt sóng kiếm tranh lệch. Người có quyền sinh quyền sát trong tay không dùng tiền mà dùng quyền để đầu tư. Chỉ cần một chữ ký tiền bạc khó mà đếm hết. Sai phạm liên quan đến đất đai gây thất thoát tài sản nhà nước, chưa biết cá nhân ôm được bao nhiêu đất, bao nhiêu tiền nhưng đến khi trả thì không phải là tiền, trả bằng chính sự tự do của mình những người có liên quan tuy chưa bị bắt nhưng không thể có giấc ngủ ngon một tiếng còi hụ của ô tô ngoài đường cũng giật mình sợ hãi tiền nhiều mà sống trong bất an thấp thỏm thì đúng là tiền nhiều để làm gì giá đất tính bằng tiền trên mét vuông thì dù cao mấy cũng có giới hạn nhưng giá đất đổi bằng bản án tù tội thì đúng là cao không thể tính hết từ những vụ án liên quan đến đất đai cũng cần đặt ra vấn đề đó là các quy định pháp luật về lĩnh vực này có đầy đủ phù hợp và chặt chẽ hay không tại sao lại có quá nhiều quan chức vào tù vì vi phạm mục điểm báo của đài phát thanh truyền hình bái xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi